Em xin chào các bác đam mê và yêu thích hoa lan. Trong video lần này thì em có một số loại lan chia sẻ cho các bác về mua về làm giống chơi hoa nhé. Thì em có hải mốc hồng đang mèo hoa này các bác này, về các bác chơi hoa luôn nhé. Và một số phần lan thì em đã xếp hình ra kia, em sẽ đi vào chi tiết luôn nhé. Thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại là 0868825909 để đặt hàng nhé. Các bác có thể gọi điện nhắn tin hoặc nhắn tin qua Zalo đều được nhé các bác nhé. Các bác nhắn tin hay gọi điện chưa được thì một lát sau em sẽ gọi điện lại cho các bác. Khả năng là em bận hoặc là có nhiều khách gọi thì cũng không bắt máy được các bác, nên các bác thông cảm nhé. Em sẽ gọi điện lại cho tất cả các bác ạ. Thì cái hình đầu tiên này em không chia hình mà là cái cây hải mốc hồng nhé các bác nhé. Hải mốc hồng nó đang có mèo lụ này, em đã giữ ẩm ở dưới nhé. Đây em giữ ẩm ở dưới cho các bác rồi, và trong quá trình chuyển đi thì em sẽ bó rêu giữ ẩm phần gốc cho các bác để về các bác chơi hoa luôn. Đây đây là những cái phần lỗi mà em lọc ra này, cái này là nó bị hỏng rồi này, gãy rồi, là đen lụ này, rồi là rễ kém này, em đã loại ra hết rồi. Thực ra cái lô này nó cũng chả có lợi lãi gì đâu, xem như là bán để giao lưu các bác thôi, chứ còn từng lấy cây mà hỏng có từng lấy cây thì coi như là bán là chơi bời rồi. Thì hải mốc hồng thì em bán với giá 15.000 một cây, em nhận ship từ 5 cây nhá các bác nhá. Thì bỏ công gói hàng á, như những bông này chuẩn bị ra này, những bông này nó ra quá rồi thì em cũng không bán được, em để lại trồng thôi. Còn những bông lụ như thế này là em sẽ gửi cho các bác được. Đây đây, những bông lụ này, những bông lụ đen như này lại hỏng một bông nữa rồi. Bỏ ra thôi nhá. Đấy, mua một lô về hỏng mất 2 phần 3 rồi các bác ạ. Khổ thế đấy. Thì em sẽ gửi cho các bác, hay các bác nào nhanh tay thì chốt là ủng hộ em nhé. Từ 5 cây trở lên. Giá là 15.000 một cây, hải mốc hồng. Về ngắm hoa luôn. Đấy là hải mốc hồng nhá các bác nhá. Thì em đi ra các phần lan đây các bác. Các phần lan thì hôm nay em có hải dâu nhá, vẫn 50.000 một phần thôi. Hải dâu hình số 1 50.000 một phần này, đây này. Thoải mái các bác trồng vài chậu nhá. Hình số 2 cũng là 50.000. Đây. Cây tán cây nhỡ thôi, cây này các bác là trồng nó dễ sống hơn. Dễ dễ trồng hơn là cây to nhá. Cây to thì nó hơi bị nghiêng ngả một tí, các bác phải lẹp thì nó lâu. Hình số 2 50.000. Hình số 3 50.000 nhá các bác nhá. Hình số 3 50.000 đây. Cây cây mới nhổ về xanh tươi và em đã tỉa hết các lá và các rễ thối đi rồi các. Đây còn từng này thôi các. Đây. Thoải mái cho các bác trồng hình số 3 50.000 nhá. Hình số 4 cũng là 50.000 này, đây. Cũng được khá nhiều, các bác nào mua mấy phần mà trồng ạ. Có những cây nhỏ này thì em sẽ bỏ ra. Hình số 4 là 50.000 nhá. Hình số 5 cũng là 50.000 nhá các bác nhá. Đây. Hải dâu xanh ra hoa vào mùa thu nhá. Các bác trồng bằng đá thấm thủy cũng được, hoặc là trồng vỏ thông, hoặc là dấn vụn này, hoặc là các loại giá thể khác đều trồng được lan hải. Căn bản là các bác phải trồng nó cao gốc lên và giữ ẩm tốt, tránh tránh ra ăn nắng trực tiếp là cây sẽ sống phát triển bình thường thôi. Còn nếu bác nào có nhu cầu về đá thấm thủy thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại mà em để trên góc màn hình đấy, hoặc là trên lúc đầu em giới thiệu ấy. Em bán giá thấm thủy là 10 cân 200.000 bao ship toàn quốc nhé các bác nhé. Có 10 cân 200.000 bao ship toàn quốc, 10 cân thì các bác thoải mái trồng rồi. Các bác mua nhiều hơn thì em sẽ có giá ưu đãi hơn nhé. Hình số 5 là 50.000. Hình số 6 cũng là hình số 6 là thanh đạm sữa nhé, 80.000 các bác nhé. Đây nguyên một rè thôi, về các bác chỉ việc ốp lên chậu hoặc lên gỗ, hoặc là lên cái dấn dấn đĩa lại, bảng dấn này trồng cũng được. Thanh đạm sữa thì em đã giới thiệu mặt hoa rồi, bây giờ thì hoa nó cũng tàn hết rồi này, em cũng không lấy được cái mặt hoa cho các bác xem này. Hình số 6 là 80.000 một rè to như này, thanh đạm sữa. Hình số 7 là thanh đạm sữa này, cũng là 80.000 nha các bác nhá. Đây hoa nó vừa tàn này. Đây. Không giữ được cái ngồng hoa nào, củ thanh đạm sữa nó to như này mà các bác này. Cây rất là khỏe nhá, Lam Bắc đều trồng được nhá. Đây. Hình số 7 là 80.000. Hình số 8 cũng là 80.000 nhá các bác nhá. Thanh đạm sữa này. Đấy. 80.000. Rè to này, thoải mái trồng. To như đại hàm long luôn, hình số 8 80.000. Hình số 9 cũng 80.000 nhá các bác nhá. Đây. Thoải mái trồng. Hình số 9 80.000, hình số 10 cũng 80.000. Đây. Cũng rất là to các bác ạ, đây này. Các bác em nghĩ là các bác mua cái đĩa dớn về trồng thì nó hợp lý hơn ạ. Trông nó dễ trồng hơn.
không thì trồng chậu vỏ thông đặt lồi lên giữ cây cố định tưới nước ngày tưới lần nó sống mà dễ sống lắm. Mình số 10 80.000, số 11 em sang cái lan lan này là phi điệp vàng nhá, mỗi hình phi điệp vàng em có mỗi hai hình thôi. À, em để giá 120.000 nhá, cây rất là to này các bác này, về trồng đến mùa thu là ra hoa luôn nhá, vàng rực luôn nhá. Đấy, cây dài đến cả mét, gần mét đấy các bác ạ. Này, hình số 11, 120, hình số 12 cũng thế nhá các bác nhá. Đây, rất là nhiều, tha hồ các bác ghép, ghép mỏi tay luôn nhá, 120.000 nhá. Hình số 13 thì em có, hôm nay có về nó ít huyết nhung này, nhưng mà người ta lấy lẫn lộn không biết là vàng đỏ như nào, nói chung là có lẫn cả đỏ lẫn những vàng ở đây nhá. Thì toàn bộ chỗ này là khoảng 1, 2 em cũng chả đếm cây đâu, nói chung là cây rất là to nhá. Đây này, cây to khủng này, đây này, và có ngồng hoa nhá. Đây này, một số cây thì gãy ngọn nhưng không sao đâu, cái huyết nhung này nó rất là giòn các bác ạ, này một tí thôi là đã gãy rồi hiện này. Đây là ngồng hoa này, đây ngồng hoa về các bác chơi luôn này, đây cũng ngồng hoa này, đây ngồng hoa đây về các bác chơi luôn nhá. Đây, tuy nó bị gãy ngọn thì nó sẽ mọc ở các chồi khác nhá các bác nhá. Còn các bác nào mà những cái phần thân khô này này, không phải khô đâu mà là cái phần thân dài này, nó vẫn sẽ mọc ra những cây con đấy các bác nhá, nên các bác đừng có mà cắt đi phí. Đây này, cây con nó còn mọc đây này các bác này, tít ở dưới này mà tít ở trên này. Đây, đây phần này thì em để với giá 250 nhá, huyết nhung nhá các bác nhá. Đây, khá là nhiều đấy. Đây các bác xem lại tổng thể huyết nhung 250, hình số 13. Hình số 14 là hai giáp nha các bác nhá. Hình số 14 hai giáp 50.000. Hôm nay có ít giáp thôi, còn được hai hình đấy. Mọi hôm nhiều lắm mà hôm nay ít thế. Đây, cây với màu nhổ rừng về. Em cũng không xếp để cho nó đẹp, nói chung là dễ trước, đầy đủ lá cũng to. Hình số 14 50.000, hình số 15 cũng là 50.000 nhá. Đây, thoải mái cho các bác trồng mấy chậu. Đây này, những cây này, nhìn cái cây này lá nó hơi trơn trơn nhỉ, giống Jacky. Thi thoảng có lẫn vài cây Jacky thì em không phân loại đâu nhé các bác, mua thì các bác may mắn thì trúng thôi. Đây, hình số 15 50.000, hôm nay em có từng lấy lan thôi, các bác có mua gì ủng hộ em nhé. Chân thành cảm ơn các bác, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ.